Xin được tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Nga ngừng cung cấp điện cho Phần Lan từ 14 tháng 5. Nga sẽ ngừng cung cấp điện cho Phần Lan từ ngày 14 tháng 5 giữa lúc căng thẳng gia tăng vì Helsinki quyết tâm gia nhập NATO. Rao Nordic, công ty con của tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Interrail, ngày 13 tháng 5 thông báo họ sẽ ngừng cung cấp điện cho Phần Lan với lý do chưa nhận được khoản thanh toán cho lượng điện xuất khẩu trong tháng 5 theo Reuters. Đây là tình huống đặc biệt xảy ra lần đầu trong hơn 20 năm lịch sử mua bán của chúng tôi. Rao Nordic nói trong một tuyên bố, cho biết họ hy vọng tình hình sẽ sớm cải thiện và giao dịch có thể tiếp tục trở lại. Nhà điều hành lưới điện Phần Lan Fingrid cho biết việc cắt điện sẽ bắt đầu từ lúc 1 giờ ngày 14 tháng 5 theo giờ địa phương. Không có mối đe dọa nào đối với khả năng cung ứng điện đầy đủ ở Phần Lan, công ty nói, đồng thời cho biết thêm rằng điện từ Nga chiếm khoảng 10% tổng lượng điện tiêu thụ của Phần Lan. Lượng điện nhập khẩu thiếu hụt trên thị trường có thể được thay thế bằng cách nhập khẩu nhiều điện hơn từ Thụy Điển và một phần sản xuất trong nước, Fingrid cho hay. Theo Fingrid, sàn giao dịch điện toàn châu Âu Nord Pool đã không thanh toán cho Interrail kể từ ngày 6 tháng 5 đối với lượng điện mà họ mua từ công ty Nga. Nord Pool là người trả tiền cho họ, Fingrid không phải là một bên trong giao dịch này. Chúng tôi giúp kết nối chuyển điện từ Nga sang Phần Lan. Ông Reima Päivinen, phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động của Fingrid, nói với Reuters. Một người phát ngôn của Nord Pool cho biết công ty không bình luận về thông tin thị trường mà khách hàng đã báo cáo qua thông báo khẩn cấp. Hôm 12 tháng 5, các nhà lãnh đạo Phần Lan tuyên bố nước này phải đăng ký gia nhập NATO ngay lập tức, giữa lúc lo ngại an ninh của Helsinki đã gia tăng đáng kể vì Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Phần Lan có chung 1.300 km biên giới với Nga. Điện Kremlin cảnh báo Nga chắc chắn sẽ coi việc Phần Lan gia nhập NATO là một mối đe dọa. Trong khi Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow sẽ buộc phải thực hiện các bước có qua có lại về quân sự, kỹ thuật và các lĩnh vực khác để giải quyết các mối đe dọa. Tháng trước, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt cho Bulgaria và Ba Lan sau khi hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp, một thay đổi mà họ cho là sẽ trái với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tuần này, tập đoàn Gazprom của Nga thông báo sẽ ngừng cung cấp khí đốt đoạn qua Ba Lan của đường ống Yamal châu Âu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố không ủng hộ việc kết nạp Phần Lan Thụy Điển vào khối NATO. Phát biểu của ông Tayyip Erdogan được đưa ra chỉ một ngày sau khi Phần Lan công bố ý định xin gia nhập khối NATO, trong khi Thụy Điển vẫn chưa có quyết định chính thức về việc này. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã cáo buộc các nước Bắc Âu, đặc biệt là Thụy Điển, chứa chấp các nhóm người quốc cực đoan mà Ankara coi là khủng bố. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, đây là lý do Ankara không chào đón Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO. Chúng tôi đang theo dõi những diễn biến liên quan đến Thụy Điển và Phần Lan, nhưng chúng tôi không có quan điểm tích cực về việc kết nạp các nước này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhiều lần khẳng định liên minh sẽ dang rộng tay chào đón Thụy Điển và Phần Lan. Tuy nhiên, tuyên bố của Tổng thống Erdogan là phản ứng bất đồng đầu tiên trong NATO trước triển vọng hai nước Bắc Âu gia nhập liên minh quân sự. Theo quy định, việc kết nạp một thành viên mới yêu cầu sự đồng thuận của tất cả các thành viên hiện có. Do đó, sự phản đối của Ankara có thể khiến lộ trình gia nhập NATO của Helsinki gặp khó khăn hơn dự kiến. Phản ứng trước phát ngôn của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Phần Lan đã kêu gọi sự bình tĩnh và nhắc lại rằng việc gia nhập NATO không phải trong một ngày là xong mà sẽ qua nhiều bước. Tôi giữ liên lạc thường xuyên với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu và tôi đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hai lần trong mùa xuân này. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp nhau và có các cuộc thảo luận. Tôi nghĩ chúng ta cần một chút kiên nhẫn và giải quyết vấn đề từng bước một. Phát ngôn của ông Erdogan dường như gây bất ngờ cho Phần Lan, xét đến việc Ngoại trưởng Phần Lan Haavisto đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ hai lần trong những tháng gần đây, và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã điện đàm với ông Erdogan vào đầu tháng 4. Ông Niinisto từng khẳng định chắc nịch trên Twitter rằng Ankara ủng hộ các mục tiêu của Phần Lan. Vào ngày 13 tháng 5, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine, cũng như các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev. Cuộc điện đàm được thực hiện theo đề xuất của Đức và được tiến hành sau nhiều tuần hai nhà lãnh đạo này không liên lạc được với nhau. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã thông báo các mục tiêu chính của chiến dịch quân sự Ukraine để bảo vệ người dân Donbass, đồng thời đưa ra đánh giá về tình hình các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, mà theo Moscow là đang bị Kiev ngăn chặn. Về phía Đức, Thủ tướng Olaf Scholz đã kêu gọi Tổng thống Putin cải thiện tình hình nhân đạo và đạt tiến bộ trong việc tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Trước đó, thì nhà lãnh đạo của Đức cũng đã từng tuyên bố Berlin sẽ không đồng ý hòa bình Ukraine nếu Nga áp đặt các điều kiện của mình với nước này. Theo ông, hòa bình thực sự giữa Nga và Ukraine chỉ có thể thực hiện được nếu cả hai nước đi đến sự thấu hiểu.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày 13 tháng 5 khẳng định hội nghị cấp cao đầu tiên tại Washington với các nhà lãnh đạo từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã đánh dấu sự khởi động của một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa Mỹ và ASEAN. Tại ngày họp thứ hai của hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ, nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định hội nghị không chỉ kỷ niệm 45 năm đối tác và hữu nghị Mỹ-ASEAN mà còn khởi động kỷ nguyên mới cho mối quan hệ này. Nếu các bạn nhìn ra toàn thế giới, nhìn vào tất cả những thách thức mà chúng ta đang đối mặt, có thể thấy quan hệ đối tác ASEAN-Mỹ là rất quan trọng để nắm bắt thời khắc chúng ta có thể thấy mình trong lịch sử. Chúng ta đang khởi động một kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ-ASEAN. Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ năm nay đánh dấu việc lần đầu tiên các nhà lãnh đạo ASEAN nhóm họp tại Washington. Đây cũng là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp trực tiếp các nhà lãnh đạo ASEAN kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Chính quyền của Tổng thống Biden hy vọng nỗ lực trên sẽ chứng tỏ rằng Washington tiếp tục tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đó, trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo ASEAN, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng nhấn mạnh quan điểm khu vực Đông Nam Á vẫn là một trong những ưu tiên của Mỹ. Là quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Mỹ sẽ hiện diện và tiếp tục gắn bó với khu vực Đông Nam Á trong nhiều thế hệ tiếp theo. Cũng trong cuộc gặp, bà Harris khẳng định Washington sẽ sát cánh với các đồng minh và đối tác trong việc bảo vệ trật tự hàng hải dựa theo luật lệ, bao gồm tự do hàng hải và luật pháp quốc tế. Thêm rằng, tuần duyên Mỹ sẽ triển khai tàu tuần tra đến khu vực để huấn luyện và đối phó hoạt động đánh bắt cá trái phép. Mỹ và ASEAN có tầm nhìn chung về khu vực. Chúng ta sẽ cùng ứng phó với những mối đe dọa nhằm vào chuẩn mực và luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các đồng minh và đối tác để bảo vệ trật tự thượng tôn pháp luật trên biển, trong đó có quyền tự do hàng hải, hàng không và luật pháp quốc tế. Ngoài an ninh biển, vấn đề y tế cũng là chủ đề được thảo luận trong sự kiện này. Phó Tổng thống Mỹ cho biết, nước này sẽ tiếp tục cùng ASEAN ứng phó với mối đe dọa từ COVID-19 sau khi đã đóng góp 115 triệu liều vaccine cho khu vực. Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ lần này một lần nữa khẳng định, trong nhiệm kỳ của Tổng thống Joe Biden, Mỹ đang tập trung hơn vào việc cải thiện mối quan hệ với các quốc gia ở Thái Bình Dương, cũng như những thách thức lâu dài của Trung Quốc trong khu vực. Vào ngày 14 tháng 5, Triều Tiên ghi nhận thêm 21 ca do COVID-19, với hơn 174.000 người trên cả nước bị sốt. Trước tình hình này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố đất nước đang đối mặt với biến cố lớn kể từ khi lập quốc do sự lây lan của virus SARS-CoV-2. Ông cũng yêu cầu các nhà chức trách học hỏi kinh nghiệm chống dịch tại một số nước, trong đó có Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trấn an người dân, khẳng định Triều Tiên sẽ sớm vượt qua làn sóng dịch bệnh hiện nay, đồng thời cho rằng có thể kiểm soát được dịch khi mà nước này đang siết chặt các biện pháp. Trong khi đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã đưa tin đã có tổng cộng khoảng hơn 524.000 người dân có triệu chứng sốt từ cuối tháng 4 đến ngày 13 tháng 5 vừa qua. Trong đó có hơn 243.000 người đã khỏi hoàn toàn, tức là khoảng hơn 280.000 người đang được điều trị. Tính đến thời điểm hiện tại, số ca do COVID-19 tại Triều Tiên là 27 ca. Vào ngày 12 tháng 5 vừa qua, Triều Tiên chính thức thông báo đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2020. Theo một báo cáo giám sát mới của chính phủ Australia, một đợt nắng nóng kéo dài vào mùa hè ở Australia đã khiến 91% rạn san hô Riparia tồn tại do bị tẩy trắng. Đây là lần đầu tiên chính phủ Australia ghi nhận tình trạng rạn san hô lớn nhất thế giới này bị tẩy trắng trong chu kỳ thời tiết La Nina, hiện tượng nước biển lạnh hơn bình thường. Một màu trắng đục đã bao phủ hầu khắp rạn san hô Riparia, nơi đã từng tràn ngập màu sắc sặc sỡ. Các nhà khoa học Australia cho biết 91% dạng san hô khổng lồ được hình thành từ 2.900 san hô riêng lẻ, bao phủ vùng biển rộng đến 344.400 km², đã bị tẩy trắng. Đây là hiện tượng thường diễn ra trong chu kỳ thời tiết El Nino, với mức độ tẩy trắng đạt mức 60% trong năm 2020. Tuy nhiên, năm 2022 lại là năm diễn ra chu kỳ La Nina, đồng thời mức độ tẩy trắng đã tăng vọt lên tới 90%. Tình trạng này rất đáng lo ngại vì năm nay là năm diễn ra hiện tượng La Nina và chúng tôi đang nghĩ rằng mọi việc sẽ ổn. Trước đây hiện tượng tẩy trắng chỉ xảy ra trong những năm El Nino, thời điểm nhiệt độ tăng vọt, ngày nắng nhiều và sự kết hợp giữa nhiệt độ và ánh sáng sẽ phá hủy san hô, khiến chúng chuyển sang màu trắng. Tuy nhiên năm nay thuộc chu kỳ La Nina, thời điểm mà nhiệt độ nước biển thông thường sẽ lạnh hơn nhiều, thế mà việc tẩy trắng vẫn diễn ra.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến tình trạng này. Tháng 12 năm ngoái, dạng san hô Great Barrier đã trải qua đợt nắng nóng dữ dội nhất kể từ những năm 1900. Sang cuối tháng 2, vùng biển thuộc Nam Bán Cầu này lại hứng chịu một đợt sốc nhiệt khác. Bốn đợt tẩy trắng xảy ra chỉ trong vòng 6 năm là hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu đang gia tốc. Biến đổi khí hậu đã khiến các đại dương trở nên ấm lên ở một quy mô chưa từng thấy trước đây. Đây là một vòng xoay đi xuống đáng lo ngại cho vùng biển của chúng tôi. Hiện các nhà khoa học Australia đang đề xuất với Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO liệt dạng san hô Great Barrier vào danh sách các di sản vật thể bị tổn hại nhằm áp dụng những biện pháp bảo vệ đặc biệt dành cho khu vực này.